Thực sự là cái cảm xúc mà ở nhà Cu Sang 3-4 ngày rồi đấy, 3 ngày thì bây giờ lại phải tạm biệt nó, với cả chia tay bố mẹ Sang với thằng cu em Bảo ấy, có một chút gì đó hơi buồn. Về rồi nhá. Dừng dừng. Ở trong đây có chiếc cái này. Đẹp các bạn ạ. Con vẹt. Ồ. Cả nhà con xem con này nào. Ông này gọi là ông gì ạ? Quýt rồi. Cá? Quýt. Bắt vịt đó. Sáu giờ rồi. Và mình sẽ tạm biệt cô mình đi. Cô có xin phép con đi luôn nhỉ? Cho ô một cái không ạ? Bye bye cô nha. À. Nha. Cặp mình đây. Con ông này hơi nặng đổ đi. Bye cô. Anh cái nào. Anh gặp lại nha. Bắt tay cái. Bye bye. Cô Sang nữa. Để mình một đoạn nhỉ. Dẫn mình đang sáng luôn. Tại ở nhà Sang buổi sáng không ăn sáng ấy, mà có mình tới thì mình tự rang cơm ăn thôi. Bây giờ thì nó dẫn mình đi ăn sáng. Chú ơi, con đi ra chú ơi. Có ba chú nha. Đến cả nhà mới đi ăn nhỉ. Cho em một tô phở nhiều bánh anh nhá. Phở giờ không bỏ. Phở tái hay là giò heo. À, ăn giò heo ạ. Ừ. Anh cho em tô nhiều bánh nhá. Dạ. Đấy em được bà rau. Mời cả nhà nha. Nhìn hấp dẫn ha. Ở đây trong đây bao nhiêu tiền một tô mày? Không biết á. 25 à? Cả nhà nhá. Mấy anh em ăn xong rồi, đang đi ngang qua một cái chợ. Ở đây thì mọi người chở các bạn học sinh ở đây ăn sáng này. Rất là đông. Phía bên này thì trời như kiểu muốn đổ cơn mưa cả nhà. Đen ngòm luôn. Tại mặt cả nhà ở đây thì trời bắt đầu quang hơn rồi. Mong là hôm nay không mưa. Sang đường đi mày. Sang đường, sang đường. Bây giờ sẽ vượt qua dốc găng này cả nhà. 2.9 km. Okay. Trời đất hôm nay thì rất là đẹp. Đi quẹo sang bên này thì là đi sang đường của ô tô xe tải. Còn mình đi thẳng này thì sẽ đi đường dốc ra thị xã Sông Cầu luôn. Nhưng mà nó sẽ ngắn hơn được khoảng 2-3 cây gì đó. Thì mình sẽ đi thẳng đường này là đến thôi. Mình tra Google Map mình nhìn thấy. Hai bên nào cũng dốc hả? Thế vậy thì cứ đi đường thẳng cho nó gần hơn một cây là nó cũng là vui lắm rồi. Hơn một cây đó. Gần hơn một cây á? Không, nhiều hơn. Nhiều hơn. Dạ, mình đã dốc lên thẳng rồi. À. Đây thì có những cái quán cà phê nó nhỏ nhỏ này. Nhưng mà rất là đông khách cả nhà. Cả nhà nhìn xe thì biết. Quán nó hơi lụt sụp tí thôi. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ vượt lên cái quả dốc này. Nhìn nó thoải thoải này thôi nhưng mà đi mệt phết anh em ạ. Đi rất là hăng hái. Còn bây giờ nó sẽ đi đèo đá hơn tí rồi. Mình đi quen rồi thì mình giữ sức đấy. Mình tản đều sức ra cho nên là vẫn chưa xì nhê. Mệt lắm hả? Đi được bao nhiêu thì đi rồi nghỉ. Đi được bao nhiêu thì đi rồi nghỉ. Đi chỉ hết rồi chờ. Dốc cũng cao chưa? Cái nhà của thằng Cu Sang là ở trên cái dốc chưa kìa cả nhà.
đang ở trên lưng chừng một cái đèo cả nhà. Quay xung quanh cho cả nhà xem này. Đứng ở trên cao có thể nhìn được phía dưới luôn. Đây, cả nhà coi ở trong đây là người ta trùm nuôi tôm hùm ở trong đây này. Wow. Những cái bè kia là đều nuôi tôm hùm hết à? Tôm gì bé. Nhiều thế. Ui, nhiều thế. Ui, cả nhà xem các bè bè kìa. Quá nhiều luôn. Khi mà lên đèo bây giờ thì chúng ta lại xuống này cả nhà. Đây, cả nhà coi này. Trước mặt kìa. Dừa. Dừa, nhiều vậy cơ. Quay, cả nhà xem này. Ăn dừa hết à? Dừa à. Màu vàng này. Hướng mặt ra Biển Đông này. Đây là cái lý do mà xe tải với cả xe to nó không đi thẳng đường này, mà nó phải đi qua đường vòng. Bởi vì dốc này là dốc thẳng lên. Còn cái đường ở bên này ấy, thì nó sẽ dốc lên và dốc xuống nhẹ nhẹ thôi. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với cầu Tam Giang. Wow. Cuộc sống của người dân thật là nhộn nhịp. Cái bên này là cái dạng dừa mà cả nhà vừa lấy lúc nhìn ở trên dốc ấy. Bây giờ tới gần hơn rồi này. Đây à, cầu Tam Giang có ở cây cầu gỗ kìa. Cầu này mới xây đúng không em? Dạ. Đẹp rồi đấy. Năm 7 đó phải không? Bên này cả nhà nhìn thấy cuộc sân của người vùng biển đang chuẩn bị đi ra ngoài tôm ruông này. Wow, đẹp quá. Bây giờ thêm một thanh niên Sang nữa. Sang và Sang. Mình sẽ nhờ cô Sang chở ba lô một đoạn. Ok. Thank you nhiều. Đi thôi. Chỗ này trời đang nắng cả nhà. Nhưng mà tới chỗ kia cả nhà nhìn cả trời nó mây mù. Không biết có bị mưa nữa không. Ok, thank you em. Hai bạn cho chụp một tấm hình kỷ niệm nha. Qua đây. Oh my god. Wow. Rồi. Wow. Cảm ơn em nha. Ok. Thì bây giờ em phải đi học đúng không? Hôm nay không đi học à? Học. Sao kìa? Thích môn nào thì học đấy, không được nghỉ hả? Còn bạn kia gì hôm nay đi làm không? Nhưng mà trời mưa này thì bọn em đi về thôi chứ đi cùng anh nó mưa đó. Đi một xíu hả? Ok nha. Mấy đứa đi theo anh làm chi? Trời nó mưa chút. Bây giờ sẽ ngồi đây nói chuyện 15 phút nữa rồi mấy đứa về nha. Bởi vì để anh đi mặc quần áo chứ. Bọn em đi theo chuẩn bị ướt đấy. Đúng không? Ok. Thôi chừng 15 phút nữa thôi nha. Anh sao thế chưa? Mưa. Anh trúng mưa như vậy nè, không thấy đâu đi lửa. Chị chạy lúc trong biên anh đã làm chị đã làm. Kiếm anh không thấy hả? Chị anh trúng mưa bữa đó mưa bao nhiêu như bữa đó anh còn ngủ về. Đâu, bữa đó giờ đuổi á. Dìa dìa. Ôi chân sang ông chí cái này. Mình không có ôm kiêu nguyệt đâu. Cái cảm giác lâu lắm rồi mới gặp được trời nắng này. Mừng thực sự cả nhà. Điều này
Thực sự là mình muốn cái thời tiết nóng được hơn là thời tiết mưa. Mưa lạnh. Nhìn thấy mặt trời mà vui quá. Sau bao nhiêu ngày mưa thì cũng có một ngày nắng đẹp trời. Rồi. Ở đây đang ở trên chợ sông Cầu đúng không? Đấy. Vui quá. Trời ơi, may nắng rồi. Cái này là anh câu cá gì vậy? Đâu có làm đâu, có hỏi ông cái này. Cá gì anh? Cá hồng. Cá hồng á? Mồi của nó là mồi gì vậy? Tôm. Tôm à? Cá mú con. Cá mú con à? Anh câu mồi tôm ở nhà. Bây giờ thì một mình tiếp tục di chuyển thôi. Tạm biệt mấy đứa ở dưới. Hai thằng đây là sang luôn. Hôm nay rất là nhiều. Thực sự là cái cảm xúc mà ở nhà khu sang 3-4 ngày rồi đấy. 3 ngày thì bây giờ lại phải tạm biệt nó, với cả chia tay bố mẹ sang với thằng cu em Bảo ấy. Có một chút gì đó hơi buồn, nhưng mà vẫn tiếp tục phải đi thôi cả nhà. Ở đây là đang ở đâu rồi bạn? Sông Cầu Phú Yên à? Đằng sau này là cái biểu tượng gì? Biểu tượng của sông Cầu Phú Yên luôn hả? Ok, cảm ơn chị nhiều nha. Chị đang đi mua đi chợ. Ôm chị cái nữa nào. Rồi, cảm ơn chị nha. Thực sự là những cái lúc mà mệt mỏi ấy thì Hoàn được nhận những cái ôm từ các chị, các anh và các bạn ở trên đường ấy. Dạ vâng ạ, bye chị nha. Là mình kiểu có động lực hơn để mình đi tiếp với cả nhà. Ở đằng sau là cái biểu tượng cho mình cả nhà nhìn rõ hơn này. Đó. Đây là cái biển hiệu mà Hà Nội, Hồ Chí Minh. Đi thẳng thôi cả nhà. Châu người em gái nào? Em nói em gặp em. Anh ăn gì chưa? Anh ăn rồi. Ở giờ thôi, em có chút đồ anh cầm ăn dọc đường cũng được. Anh ok. Anh đừng cô em nhiều nha. Dạ. Chỗ này là không sợ chưa bị đói rồi đúng không? Nhà đây luôn à? Dạ nhà em đó. Máy mì à? Dạ. Đi đường thì mình được rất là nhiều bạn cho mình cầu ăn. Cửa tốn tâm ảnh nha. Chào mừng mọi người tới với nghĩa trang liệt sĩ sông Cầu. Hello anh. Chào em ô anh cái. Gửi em 50 nghìn đi không. Đường. Em cắt đồ, em cắt tiền đi đường. Em không dùng tiền đi đường anh ạ. Không dùng tiền ấy. Em sẽ dùng số lao động của em để đổi lấy cơm ăn. Ôm anh cái nữa nha.
cho chú con gái nào. À, đưa chú chụp ảnh cho. 1, 2, 3 cứ đưa này. Ok, cảm ơn mọi người nha. Chú đã làm gì đấy chú? Hả? Anh đang làm cái gì đấy? Các bạn thấy mà hỏi. Không, ý là lấy cái này để làm gì đấy? Cho tôm ăn. Cho tôm ăn á? À, mình sẽ bóc cái này ra rồi mình... Nhưng mà có tôm gì ăn cái này á? Tôm hùm. Tôm hùm á? À. Một ngày thì mình bóc được bao nhiêu cân này ở chú? Đây hả? Vâng. Mấy tấn hả? Mấy tấn cơ hả? 5 tấn. Thế những cái con này mình lấy ở đâu hả? Biển. Cái này gọi là con gì ạ? Con vẹm. Vẹm đó các bạn ạ. Con vẹm. Ồ. Này cả nhà nhìn này. Nhiều chưa? Thế như một cái cân vẹm này thì mình bán được bao nhiêu tiền ạ? Hỏi về vẹm hậu ạ. Bà chú. Bà chú. Hỏi nhà nào không có chút kìa. 5 ngàn một cân ạ. Nhưng mà cả nhà nhìn này, bóc không hề dễ làm chỗ nào luôn ấy. Ngồi còng lưng ra bóc bằng cân vẹn. 5 ngàn một cân. Facebook hay YouTube? À, YouTube anh. Đi cho xin cân nha. Ok. Ủng hộ cho vài viên. Ví dụ như anh cả một ngày anh làm này thì lương của anh được bao nhiêu? Đây là lương không tính sao? Tính kiểu gì được? Không tính theo lương à? Tính bao nhiêu cho bấy nhiêu vậy, ai anh tính? Bà chủ cười rất là tươi. Đây. Lúc này tao ra bài nhỏ. Ok, chúc cả nhà một buổi sáng tốt lành nha. Bye bye. Anh chị đang bóc con vẹn để cho tôm hùm ăn cả nhà. Tuy là công việc nó cũng rất là vất vả, ngồi còng cả lưng mới bóc được một cân đấy, mà chỉ được 5.000 thôi. Nhưng mà ai đấy cũng đều vui cười hết. Ok, đi tiếp theo mình nha. Ở nhà nhìn này, cảnh đẹp chưa này. Cả một cái dãy núi kìa, nó đua ra biển này. Cảnh đẹp quá. Wow. Kia chú đang đi làm gì không biết nữa. Đây, cả nhà này, đây. Trời lạnh này mà chú vẫn đi kéo này. Quay một đoạn mình quay ngược lại cho cả nhà xem này. Dãy núi nó đua ra này. Ôm trọn như đây. Phía đây thì là mọi người sẽ nuôi tôm hùm này. Còn trong trong kìa. Mình cảm thấy là cái dãy núi này nó đang bao phủ quanh lại. Và người ta thả tôm hùm đấy thì phải. Cả nhà nhìn nào. Bắt cái gì hả chú? Chú bắt cái con đấy ở đâu, là con gì? Cái con nhỏ nhỏ này là con gì? Cho con xem con này nào. Ốc này gọi là ốc gì hả? Quýnh cỏ. Dạ? Quýnh. Bắt vịt hả? Quánh. Ốc gì? Quánh. Ốc quánh. Quánh. À. Cái con này thì để làm gì hả chú? À, cho tôm ăn á. Cái con này bán được đắt tiền không? 80.000 một cân á. Cả nhà nhìn thấy con ốc này. À, 80.000 một bao ấy hả? À, thường thường bán 70 một bao à? Ui, đi làm mãi được 70-80 một bao cả nhà. Chú đang xúc kìa. Thế mình mang xuống kia cho chú. Bọn này thì mình lấy ở mãi đâu rồi chú? Bắt ở mãi đâu ạ? Sao? Bọn này bắt ở đâu ạ? Bắt ở miếng rồi chứ đâu. Chú bắt như nào vậy? Chú bắt như nào vậy? Khi nào ấy? Bắt như thế nào ấy? Xúc.
À, lấy cái này xúc đấy hả? À. Xúc của sàng. Xúc của sàng. Đây, để con vành bì cho. Mình sẽ tắt máy quay để mình vành bì cho chú xúc vào. Cả nhà nhìn cái căn nhà nó ở giữa sông rồi này, trông nó điêu tàn chưa. Trên đường con lộ này, phía bên tay trái cả nhà đây có những dặng dừa đẹp chưa. Mưa to quá, cho con chú nhờ đây, em chú nhờ đây tí nhá. Cho em chú nhờ đây tí, em đợi bạn đến đón đấy mà. Dạ vâng. Ở đây đang ở đâu rồi anh? Đây ở sông Cầu. Địa điểm nào có sông Cầu à? Xé Xuân Hương, sông Cầu. Xuân Hương ạ? Xuân Phương. Xuân Phương, à dạ vâng. Ở đâu mà không biết? À, con đang trong cái chuyến đi bộ từ Nam ra Bắc nhưng mà. Đi nữa là làm gì vậy? Làm thử thách. Dạ? Em ở đâu? Em ở ngoài Nam Định cơ. Nam Định à? Em làm ở Hà Nội. Ở ngoài đi vô hả? Vâng. Ở đi vô không, rồi. Đi từ Cà Mau đây rồi. Vô Cà Mau đi bộ ra đây rồi. Đúng rồi. Em về chứ ở xin nào đó. Ngày thứ 48. Bạn em đón về nhà bạn đi chơi mà. Giờ đâu? Đón gì đâu? Đón về cái đoạn đường tránh quốc lộ 1 này không biết ở đâu nữa. Đón về vô đi. Cái đoạn cong 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 này. Đúng rồi. Hoàn vào đây xin ngồi nhờ một tí ở nhà. Giới thiệu mọi người, đây là Lai. Hôm nay thì mình sẽ tới nhà Lai để trải nghiệm cái nghề sửa điện thoại. Ngày mai lại Lai lại chở Hoàn đến đây nha. Sáng ngày mai á. Ở nhà này, nhà nghỉ Xuân Đài này. Đó. Bây giờ sẽ theo Lai về nhà Lai. Hôm nay thì Lai dẫn cả nhà đến quán đến Quy Nhơn để lấy cái linh kiện điện thoại để thay thế cho con 8 và con 8 Plus. Thì nó hai con đấy là nó đang bị cái tình trạng là pin kém ấy. Nên là Lai hỗ trợ là thay pin cho mình luôn. Với cả Lai chở mình từ cái chỗ Phú Yên đi sang Quy Nhơn để sang trước cái cung đường ấy. Rồi thì nó lại trở lại mình về cái chỗ điểm cũ. Và sáng mai thì khoảng lúc khoảng 6 giờ thì mình sẽ tiếp tục di chuyển. Xong chưa Lai ơi? Cái này là cục pin con trâu nâng cấp dung lượng từ hơn 2000 mấy bây giờ lên 3350 cả nhà. Pin đã có lớn. Lai đang đi mua đồ đấy. Mấy em mua xong rồi chạy về nhà luôn. Thì về nhà thì nữa. Mọi người có thể nhìn thấy là cái đường đi dọc hai bên này rất là thưa nhà dân. Bởi vì đang đi xuyên qua núi luôn đây. Đây là cái hầm Cù Mông này. Thì bây giờ mình sẽ thử đi cái đèo Cù Mông này xem sao. Ok, lên đèo đi. Bây giờ cả nhà lên đèo Cù Mông với Hoàn nha. Tham quan thám tính trước tình hình. Cả nhà xem cái đèo này. Đi mãi mà chẳng thấy điện, chẳng thấy đường đâu cả. Cái này mà đi buổi tối thì thôi rồi luôn đấy. Thời tiết thì nó kiểu lạnh lạnh. Lạnh lạnh. Đèo cao lạnh. Này, thi thoảng có một bóng xe nó vụt qua này. Núi thì sao núi gần mình, núi kia núi cao. Hoàn tính đi cái đường đèo Cù Mông này mà đi mãi mà không thấy nhà đâu cả nhà. Chỗ này chắc là phải chạy cái đường đường đi vùng ven biển rồi. Cứ lên cái đèo này thì chắc là chết luôn trên đây. Hello cả nhà. Vậy thì Vũ Lai vừa dẫn mình đi đến Quy Nhơn. Lúc đầu đi thì sẽ chạy đường ven biển thì là đi nó rất là
nhiều nhà dân. Ok, lúc về thì chạy cái đường quốc lộ 1A đi qua cái đèo Cù Mông ấy. Ủa, có thể với anh em cảm giác mà đi cái đường đấy nó vừa sợ ma, nó vừa lạnh. Bây giờ đến gần về tới nhà rồi, đang đi ăn tối đây. Lạnh quá rồi. Tôi mặc cái áo khoác này với áo trong này vẫn lạnh. Mà thằng Kula kìa, ở nhà xem kìa, nó mặc áo cộc tay luôn, nó đèo tôi. Lạnh quá, đang ngồi cạnh cái bếp lò này cho nó ấm. Thực sự thì nếu mà đi đèo Cù Mông thì chắc là đói ở đâu thì chịu luôn đấy, không có nhà dân luôn. Thì hôm sau thì mình sẽ đi cái đường ven biển, nó sẽ có nhiều nhà hơn. Nó chỉ thi thoảng có một đoạn vắng khoảng chục cây số thôi thì lại có nhà. Còn cái đèo Cù Mông thì thôi, cả 20 cây số luôn, không có nhà. Tự nhiên ngồi đây thấy gà xối mỡ, thứ ngon, đói. Tôi mời cả nhà đi ăn nhá. Chứ giờ lạnh quá, ngồi đây chi đã. Hai anh em ở đây sẽ ăn ăn tối ở đây. Ăn tối xong rồi về nhà thì sẽ thay thế cái con 818 Plus. Thì Kula ấy là nó nâng cấp pin dung lượng pin con trâu lên ấy, là nó thêm dung lượng lên để cho nó khỏe. Và cái nữa là thay cái cáp nguồn cộng với cái vỏ con iPhone 8 nhỏ của mình để mà quay video rồi là nó được lâu hơn ấy. Nói chung là nâng cấp pin lên đấy, đơn giản các bạn. Thôi mời cả nhà ăn tối nha. Lạnh quá, được ăn tô này quá to luôn. Ui, mời cả nhà nha. Đói không? Đói không? Đói. Mời cả nhà nha. Ừ, em không lạnh đâu. Đây là máy của Hoàng này. Lai sẽ thay pin cho Hoàng là một này. Với cả thay cáp dung nó bị hỏng. Tám ba lướt hay quay mọi người xem ấy. Còn đây là con iPhone 8 nhỏ thì mình sẽ thay cái vỏ của nó bị vỡ rồi, mua vỏ mới thay cả nhà, thay cả pin luôn. Bây giờ thì mình sẽ sang vỏ con 8 nhỏ này, thay pin luôn. Đây 8 nhỏ đây, bây giờ sẽ bóc hết linh kiện từ cái con 8 nhỏ này sang con 8G lắp lại. Còn Lai thì sẽ làm con 8 Plus, thay pin và thay cáp dung. Do là hai con 8 của mình ấy là đang sửa ấy, cho nên là mình sẽ quay live stream. Bây giờ mình sẽ bật live stream lên. Thì nếu mà cả nhà muốn xem cái quá trình đấy thì cả nhà xem live stream nha. Còn trên kênh YouTube ấy, thì mình cắt ngắn gọn lại để cho cả nhà dễ xem hơn nha. Tối nay sau khi mà sửa điện thoại xong thì Lai dẫn mấy anh em đi ăn một quán nướng ở trong sông Cầu. Mấy anh em đang ăn cạch cái nhở. Trong đây thì sẽ có hai nước màu, hai cái nhau. Nhớ. Mình đang uống rượu vang anh em ạ. Rượu vang có tí bọt bọt. Cảm ơn ạ. Ê ba. Mọi anh em đang ăn đồ nướng ở đây anh em ạ. Bán Lucky Hell nha, một Sony nha, nướng bán Sony. Ok. Cảm giác là được ăn thịt là rất là vui cả nhà. Cùng với những người anh em vui tính ở đây. Ăn thịt cao nhiều là protein. Lần đầu tiên mà mình được ăn cái gọi là cái xoong nướng mà nó như này. Ngói. Bằng cái viêm ngói hả? Đắp lên mấy nha. Nó sẽ chảy ở góc này. Mỡ ở đây rồi mình lại gặp đây mình chan tiếp. Quá hay luôn. Có mấy món như là món này bạch tuộc, mà tốt. Chân gà. Món ếch nhộng. Đây heo. Heo bạch chí. Bạch chí. Bạch chí. Cái kia anh em. Yo. Nếu như mà ở cái đồ ăn ở trong cái mạn miền miền Tây thì nó rất là ngọt. Còn ở trong Phú Yên thì nó rất là đậm đà cả nhà. Mắm thêm vào rất là nhiều cho nên rất là ngon.
vừa mềm ngon. Đậm vị. Bây giờ là gần 11 giờ rồi, 11 giờ kém 10 rồi. Mấy anh em bắt đầu mới đi về đây. Mới đi về thôi. Ok, vậy thì Hoàng rất là cảm ơn những người anh em ở Phú Yên đã luôn luôn giúp đỡ Hoàng rất là nhiều. Từ cái điện thoại, cục pin, rồi cho đến chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ làm việc. Biết ơn người Phú Yên rất là nhiều. Và hẹn là anh em Phú Yên một ngày không xa mình sẽ quay trở lại. Mọi người thấy video này có gì hay, hấp dẫn hay có gì góp ý cho Hoàng ấy thì comment bình luận vào phía dưới nha. Hoàng yêu cả nhà.